Chưa đầy 2 tuần nữa, SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra tại Campuchia với các trận mở màn môn bóng đá nam. Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia tổ chức 37 môn thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 552 trên 581 nội dung của 31 môn. Hầu hết các môn Việt Nam tham dự đều là những môn mũi nhọn và có khả năng giành huy chương. Việc chuẩn bị cho SEA Games 32 cũng được xác định là nhiệm vụ liên thông, chuẩn bị cho ASEAN 19 và Olympic 2024. Hiện tại, ngoài công tác chuẩn bị về chuyên môn của đoàn thể thao Việt Nam, vấn đề phát sóng và cách thức theo dõi SEA Games 32 cũng rất được dư luận quan tâm. Theo đó, một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam đã có kế hoạch phát sóng SEA Games 32, trong đó có đài truyền hình Việt Nam VTV. Vì Campuchia chỉ có kế hoạch sản xuất và phát sóng trực tiếp 16 môn tại đại hội, nên VTV sẽ tường thuật các môn này. Các môn được VTV phát sóng trực tiếp là điền kinh, thể thao dưới nước, bơi, nhảy cầu, bóng đá nam nữ, bi sắt, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, võ cun Khmer, cầu mây, karate, taekwondo, bóng rổ, pencasilat, hockey, bóng bàn, thể thao điện tử. Ngoài ra, VTV cũng phát sóng trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 32 vào ngày 5 tháng 5 và lễ bế mạc đại hội vào ngày 17 tháng 5. Dự kiến VTV sẽ phát hai sự kiện nói trên và 16 môn trên kênh VTV2 và VTV5. Ngành thể thao đặt chỉ tiêu, đoàn Việt Nam giành khoảng từ 80 đến 100 huy chương vàng. Chúng ta mất khoảng 50 huy chương vàng do nước bạn bỏ nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như bắn cung, bắn súng, thể hình, đua thuyền, rowing và canoeing, kuras. Bên cạnh đó, nhiều môn tại SEA Games 32 bị cắt giảm nội dung như vật, boxing, ủ su, taekwondo, thể dục dụng cụ, bỏ toàn bộ nội dung nữ. Khiêu vũ thể thao bỏ toàn bộ 12 nội dung truyền thống, đưa hai nội dung mới breaking. 5 địa điểm tại Campuchia đã được chuẩn bị để tổ chức đại hội gồm thủ đô Phnom Penh, sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân vận động quốc gia Olympic và trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Chroi Chang Va cùng các tỉnh Kep, Kampot, Prea, Sihanouk và Siem Reap.